thiệt là no, hôm nay ăn ngon, thiệt là ngon luôn. Sao mẹ thấy con có vẻ mệt mỏi quá vậy? Bộ ở công ty có nhiều việc cần giải quyết hả con? Dạ, công ty chỉ gặp một vài sự cố thôi. Sự cố hả? Có nghiêm trọng lắm không? Dạ, con sẽ giải quyết ổn thỏa thôi, mẹ đừng có lo. Ừ. Anh hai là số 1. Anh hai giải quyết được hết luôn. Anh hai là siêu nhân gao đỏ. Biến hình. Mỹ Ngọc, bữa nay mày đặt cho anh hai bay tàu bay giấy nữa ha. Em nói thiệt chứ bộ, gao đỏ nè, đây là gao hồng, em là sói bạc chiếu sáng. Siêu nhân biến hình. Biến hình, không ai thấy Mỹ Ngọc luôn. Con mời cả nhà ăn trái cây. Ăn trái cây nè. Rồi, mẹ cảm ơn sói bạc. Con qua ăn với mẹ nè. Dạ. Đây, con ăn nghe. À. Giỏi quá. Ngon quá, ăn nữa. Anh đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Em có biết không? Ước mơ của anh bình thường, đơn giản lắm. Anh chỉ cần một cuộc sống an lành, ngày ngày đi làm, tối về quây quần cùng gia đình. Anh đàn, em hát, em biết ngâm thơ, thì anh sẽ học thổi sáo. Tụi mình cùng nhau chăm sóc cho mẹ, cho Mỹ Ngọc và các con của tụi mình sau này. Nhưng thực tế, anh không được quyền lựa chọn. Việc xảy ra ở công ty nghiêm trọng lắm á anh. Anh cũng không biết tại sao mọi thứ đều dồn tới cùng một lúc. Công ty bị tổn thất không nhỏ, uy tín của anh thì bị lung lay. Nhưng mà điều đáng lo nhất là hai công trình cùng một lúc bị đình chỉ thi công. Hàng ngàn công nhân đột ngột bị mất việc làm. Vợ con của họ rồi sẽ sống sao đây? Anh đừng suy nghĩ nhiều rồi nặng lòng. Họ có thể tự lo mà. Không làm ở nơi này, họ có thể tự tìm việc ở nơi khác. Anh bận lòng làm gì? Sẽ thấy nặng nề lắm. Hình như câu nói này không phải lại. Anh vốn có một nguyên tắc. Khi bước vào kinh doanh, cố gắng làm thật tốt. Đây không phải chỉ cho riêng mình, mà còn là gì cho tất cả những người đã từng cộng sự với anh. Mọi người có thể bỏ anh, nhưng mà anh không bao giờ bỏ họ. Đứng trước những khó khăn như vậy mà điều anh bận tâm nhất lại là đời sống của các công nhân sao? Một người như vậy sao có thể lại là... Em đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ đâu về đó thôi. Hiện tại bây giờ công ty Phát Đạt đang gặp rất nhiều sự cố. Đặng Di rất tức giận, cho truy ra tận nguồn gốc vấn đề. Tôi lo lắm, lỡ như cậu ta phát hiện số tiền 4 tỷ đó là do tôi thì... Nhưng mà có gì á, anh phải hỗ trợ cho tôi. Mấy cái chuyện này tôi không có rành. Ừ. Anh hai. Ừ. Lâu rồi này mình không có live rai.
hôm nay ủ với em nha. Hôm nay có chuyện gì vui mà rủ tôi uống vậy? Uống với em đi. Ok. Vô. Vô. Cậu đừng như vậy nữa. Hãy để cho con bé nó ra đi thanh thản. Mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng mà khi con bé đi, vẫn không thể tránh khỏi đau buồn và hụt hẫng. Điều đó là đương nhiên rồi. Ai cũng biết, sống qua một ngày là đi gần tới cái chết thêm một ngày. Nhưng khi cái chết thật sự đến, thì người ta vẫn sợ hãi và đau buồn. Cậu cũng đã hết lòng với con bé rồi. Cậu đừng tự dày dò bản thân mình nữa. Bây giờ là lúc cậu sống cho mình nè. Ngày mai tôi đi rồi, cậu ở lại phải sống cho thật tốt nha. Chị cũng vậy nha, sống cho thật hạnh phúc. Ừ. Tôi đã nghe lời cậu, tôi sẽ tự sửa mình để có được hạnh phúc như mình mong muốn. Còn cậu, cậu vẫn không có ý định quay lại với bạn gái sao? Tôi đã nói, tôi không còn xứng đáng với cô ấy. Cậu đừng vì tự ti mà đánh mất hạnh phúc của đời mình. Tôi chỉ biết khuyên cậu vậy thôi. Từ nay về sau, bất cứ khi nào cậu cần thì cậu cứ gọi cho tôi. Chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau nha.